Sốt Vietjet Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video YouTube của Sốt Vietjet Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ Sốt bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất Sốt Vietjet Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em Vietjet Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa đến từ Anh Quốc, loa Tannoy Superior Monitor SRM12X. Hay còn gọi được anh em Audiophile Việt Nam gọi là phiên bản Tannoy một lỗ. Đây là phiên bản Tannoy có thiết kế cũng như cái hình thức rất dễ phối ghép, rất dễ trưng bày cho quý vị và các bạn. Với kích thước bên ngoài chiều rộng là 44,6cm, chiều cao là 85cm và chiều sâu là 27,9cm. Với trọng lượng mỗi thùng là 30kg, thì quý vị và các bạn rất dễ để phối ghép trong không gian ở gia đình quý vị và bạn, với cái vỏ gỗ đặc trưng của dòng Tannoy Superior Monitor. Quý vị và bạn có thể kết nối với không gian kiến trúc cổ điển hoặc là phong cách dân gian tại Việt Nam thì vô cùng hợp lý. Không chỉ nghe hay mà em nó còn một sự lựa chọn, đó là bày đẹp trong không gian nhà quý vị và các bạn. Chiếc ly này thì đặc biệt rất dễ, xin lỗi, chiếc đôi loa này thì cực kỳ dễ dàng phối ghép. Nếu quý vị và các bạn phối ghép, có thể phối ghép với các dòng ống đi như là Acuphase, Lukman, Maran hoặc là Sansui Đờ Nông thì đều thể hiện chất lượng âm thanh khá là tốt cho đôi loa Superior Monitor 12X này. Quý vị và bạn có thể quan sát hình thức của đôi loa hiện có mặt tại Vietjet Radio là một đôi loa hàng bãi về tuyển chọn rất đẹp với hai đôi bát đồng trục tuyệt đẹp. Và đôi loa này thì vỏ gỗ nguyên bản, chưa hề sopa, chưa hề đụng chạm luôn. Thì em sẽ quay sát chi tiết để em cùng quan sát này. Một đôi loa ngày hôm nay mộc mạc nguyên bản luôn, để giới thiệu tới quý vị và bạn với vỏ gỗ nguyên bản tuyệt đẹp, chưa hề can thiệp sopa hay làm đẹp luôn. Đó, anh em cùng quan sát. Hai bên đều tăm tắp và củ bát đồng trục cùng họng kèn rất là mới, rất là đẹp để em cùng trải nghiệm. Và ngay cả cái tem của model cũng như cái tinh chỉnh cũng rất mới, rất sáng, tuyệt đẹp để anh em có thể lựa chọn và trải nghiệm đôi loa này. Và một đôi loa rất xứng đáng để anh em có thể chơi và trải nghiệm. Và đôi loa này hàng tuyệt đẹp đang có sẵn hàng tại Vietjet Radio với mức giá hiện tại là 50 triệu đồng để anh em có thể chơi và trải nghiệm. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời em liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển, hoặc có thể trực tiếp qua shop em trải nghiệm tại địa chỉ của shop. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.